Đây là món gà xào muối nha các bạn, à cho nước mắm, nguyên liệu. Hột nhiều dâu. Để nó bật lại. Đây nó bị dậy đó, để xả. Cho ra vô cái chú ơi. Phụ bếp, phụ bếp cho ga vô. Đây là đeo tới tay vô bóp. Nguy hiểm đấy, nguy hiểm đấy. Đâu, dẫn chuyên nghiệp. Rồi, có chưa? Đảo lượt nữa đây. Đảo nào là cho nước vào. Đấy, là lấy nửa muối nước mau này. Đấy, đều. Đấy, thảo là tồn đều là lấy thêm. Cái gia vị này là đường, nước mắm, nước chanh và hạt điều. Để nó làm mau cho nó đẹp. Video đang làm video chứ. Video. Đấy, tôi muốn được sáng rồi. Bây giờ là cho lá chanh vô cái nhá. Được đó. Thơm nước mùi các bạn. Thơm nhức mùi luôn đấy các bạn ơi. Ôi trời ơi, có rồi luôn. Và đây bánh môi là thông như hết luôn này. Đấy, bạn ơi. Ok nha các bạn. Đây, mọi người đang thử nha, tẹt. Và cho các bạn gọn miệng nha.